sáng 27 tháng 5 năm 2021. Như đã hứa trong bài đăng trước đó, nghệ sĩ Trấn Thành đã công khai hình ảnh chứng từ ủy nhiệm chi và sao kê về số tiền 6 tỷ 453 triệu đồng đã chuyển trong 3 đợt cho bà Ngọc Hương, mẹ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cụ thể, đợt 1, anh đã chuyển 1 tỷ đồng vào ngày 19 tháng 10 năm 2020, đợt 2 là vào ngày 26 tháng 10 năm 2020 với 2,1 tỷ đồng, và đợt 3 là vào ngày 21 tháng 12 năm 2020 với 3,353 tỷ đồng. Nam MC cũng giải thích thêm vì sao ban đầu công bố là chuyển cho ca sĩ Thủy Tiên, nhưng sau đó lại chuyển cho bà Ngọc Hương và chậm giải ngân 2 tháng. Lúc đầu Thành chưa biết quy mô tổ chức của cô Hương sẽ lớn thế nào nên chỉ gửi trước cho cô 1 tỷ đồng vào ngày 19 tháng 10 năm 2020. Phần còn lại, em dự tính sẽ gửi cho hai người kia như đã đăng trên fanpage. Sau 2 đến 3 ngày liên lạc với Thủy Tiên mà vẫn không nhận được hồi âm, Thành nghĩ chắc chắn Tiên đang rất bận với khối lượng công việc của mình. Lúc đó thấy bên cô Hương đã tổ chức thành đoàn từ thiện rất bài bản và xuống đến tận nơi. Vì không muốn thêm gánh nặng cho Thủy Tiên, cũng như nghĩ phía bên Thủy Tiên, quý vị đóng góp cũng đã nhiều, phải chia tiền ra để giúp đỡ được nhiều nơi hơn, nên Thành quyết định chuyển tiếp cho cô Hương 2,1 tỷ đồng ngay sau đó một tuần, vào ngày 26 tháng 10 năm 2020. Sau chuyến đi đó, cô về lại Sài Gòn và bảo cô sẽ tổ chức đi miền Trung thêm đợt nữa vì còn rất nhiều nơi chưa đến được và bà con cần tiền khôi phục kinh tế sau lũ. Chúng ta nên chia đợt ra mà giúp chứ không nên dồn tiền một chỗ và một lúc được, nên Thành đã đợi chuyến đi ra miền Trung tiếp theo của cô và đã chuyển đủ số tiền là 3 tỷ 353 triệu đồng 2 tháng sau đó vào ngày 21 tháng 12 năm 2020. Thông qua bài đăng này, Trấn Thành cũng gửi lời xin lỗi đến Thủy Tiên và khán giả vì có sự thay đổi cuối giờ mà lại quên không thông báo cho mọi người. Anh viết, đó là một thiếu sót lớn, Trấn Thành xin rút kinh nghiệm sâu sắc, xin lỗi đã làm liên lụy đến Tiên, mong mọi người và Thủy Tiên lượng thứ. Xin cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng Trấn Thành trong thời gian qua. Bài viết của Trấn Thành lập tức thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho Nam MC xử lý nhanh nhạy, lên tiếng kịp thời trong vấn đề tiền cứu trợ vốn đang rất nhạy cảm ở thời điểm này. Ca sĩ Nguyên Vũ bình luận, rõ ràng và có trách nhiệm. Một khán giả cũng để lại lời nhắn, thương anh quá, làm từ thiện từ cái tâm mà phải vất vả như vậy. Nhưng thôi, anh làm vậy để minh bạch mọi thứ, để tránh những điều tiếng về sau. Luôn yêu mến và kính nể anh.